Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh Trên Tầng Mây. Kính chúc mọi người một ngày làm việc và học tập hiệu quả. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tham quan tiến độ dự án The Grand Marina và tòa tháp The Sun Tower. Tòa tháp C là tòa tháp lớn nhất, hình chữ L, hiện tại đã thi công lắp kính đến tầng thứ 7 và đang thi công trụ tầng thứ 34. Tòa tháp bên cạnh thì lắp kính đến tầng thứ 6 và đang thi công sàn tầng thứ 32. Tòa thứ 3 thì đang thi công tầng thứ 24. Có thể thấy tiến độ của khu này rất nhanh, có nhiều máy móc và công nhân thi công. Grand Marina Sài Gòn không chỉ đánh dấu dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên của Marriott International tại Việt Nam, mà còn là dự án có quy mô lớn nhất thế giới trong danh mục của tập đoàn này, với hơn 4.000 căn hộ hàng hiệu. Sở hữu vị trí ven sông độc đáo và giàu tính lịch sử, Grand Marina Sài Gòn sẽ được phát triển thành một khu phức hợp quy mô lớn với chức năng nhà ở, văn phòng và khu thương mại. Trong khi đó, tòa tháp The Sun Tower với chiều cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, chiều cao là 240m, vị trí phải gọi là vô cùng đắc địa, hội tụ đủ 3 tiêu chí nhất cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ. Đây là vị trí được đánh giá là đẹp bậc nhất thành phố, cung cấp gần 90.000m2 văn phòng hạng A. Hiện tại tòa tháp đã thi công đến sàn tầng 20, lõi thang máy thì đã đến tầng 26. Hứa hẹn thành phố sẽ có một tòa nhà cao ốc mang tính biểu tượng mới ngay tại trung tâm. Các bạn có thể thấy, tòa tháp đã lên khá cao, gần bằng các tòa nhà bên cạnh. Khi hoàn thành, The Sun Tower sẽ là biểu tượng kiến trúc mới của thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Video tiến độ dự án The Grand Marina và tòa tháp The Sun Tower đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu có điều gì sai sót, mong các bạn bỏ qua hoặc bình luận để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like và nút đăng ký kênh để kênh có động lực tạo ra các video tiếp theo hay hơn.